Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em có thêm một chiếc Honda CR-V. Chiếc này của em là sản xuất năm 2019, màu đỏ mận, biển số Sài Gòn mọi người nhá. Biển này thì được anh em bên vận chuyển di chuyển xe, họ chuyển bằng xe lồng ấy. Nhưng mà địa điểm ở gần đây nên là họ lắp tạm cái biển này chạy qua đây thôi. Cái này thì bỏ qua đi mọi người nhá. Cái này sau video này thì em sẽ tháo cái biển số này ra. Đó, phải nhắc trước với mọi người là biển số này, xe này của em là biển số Sài Gòn mọi người nhá. Đó, Honda CR-V bản L cao cấp nhất, sản xuất năm 2019, xe chạy 3 vạn km, biển số Sài Gòn. Xe này thì được lắp rất rất nhiều đồ chơi. Cái này nếu như mà anh chị nào mà thích thêm những cái đồ chơi thì chiếc xe này rất là phù hợp và tiết kiệm được khá khá, đỡ phải lắp đồ chơi. Còn một số quý khách hàng thì lại thích nguyên bản thì có lẽ là chiếc này không hợp. Điển hình thì chúng ta có thể thấy được bên ngoài có thấy một cái body kit ở phía trước. Đó, cái này body kit này. Ở bên đây thì có thêm cái vành. À xin lỗi mọi người, là cái bậc dẫm. Đó, có gáo gương này. Cái gáo gương này cũng lên inox này. Rồi thì nẹp chân kính nhờ, để che mưa rồi. Đầy đủ, không thiếu gì cả. Thậm chí có camera 360 độ mọi người nhá. Đó, lắp rất rất nhiều đồ chơi luôn. Nên là nếu như anh chị nào mà thích lên đồ chơi thì chiếc xe này có lẽ là rất phù hợp và sẽ tiết kiệm được khá là nhiều cho anh chị. Đó. Còn lại các anh chị mà thích nguyên bản thì chiếc này sẽ không được ưng mắt cho lắm vì lên rất là nhiều đồ chơi. Đó, CR-V bây giờ hiện tại thì đã có phiên bản Việt Nam và đó có thêm công nghệ sensing. Nhưng hiện tại chiếc xe này của em thì sản xuất 2019 thì nó chỉ có bản này là bản cao cấp nhất thôi. Và đây là xe nhập khẩu. Rất là nhiều quý anh chị vẫn đang thích cái bản nhập khẩu. Và tất nhiên rồi, nó sẽ có lý do của nó thôi. Với cảm giác lái, cảm nhận riêng nhé, cảm nhận riêng của cá nhân em thì em thấy cũng vẫn có sự đầm chắc hơn, chống ồn tốt hơn. Rồi cảm giác khi vào cua thân xe nó cũng ổn định hơn. Đấy là cá nhân em nhận định nhé mọi người nhé. Và một số bác cũng có chung cái nhận định giống em. Còn lại một số bác khác thì lại thích những cái bản cao cấp, cứ phải đời mới bây giờ, xong rồi thêm cái công nghệ sensing, cảnh báo lệch làn với mấy thứ đấy. Thì tất nhiên là đời mới thì xe Việt Nam mà phải thêm option thì mới bán được. Nếu mà tự nhiên mà vẫn sản xuất như thế thì mọi người sẽ đi chọn hết là cái dòng nhập khẩu này thôi. Đó, mỗi xe nó sẽ có một cái điểm mạnh, điểm yếu riêng mọi người nhá, thì để cho mọi người có thể lựa chọn được ưng ý hơn. Trên bản L cao cấp này thì sẽ được trang bị thêm cửa sổ trời này. Ở đèn gầm thì sẽ có đèn gầm bằng LED. Đó, đèn full LED gầm. Còn lại bản G và bản E thì sẽ không có đâu mọi người nhá. Trên chiếc xe này của em thì được sử dụng động cơ 1.5 turbo. Đó. Ở phần đuôi cũng được lắp cái body kit bô phía sau nữa, rất là đẹp. Bậc dẫm này, đó, bậc dẫm này lắp ở hãng khá là đắt tiền. Những cái nẹp ở đèn như này cũng là được lắp ngoài này. Đó, đó, mạ chrome vào nhìn rất là thể thao. Rồi khá là nhiều đồ chơi. Toàn bộ những cái đồ chơi này thì được lắp chính hãng 100% mọi người nhá. Vì ở cái thời điểm mà họ lắp ấy, xin lỗi mọi người, ở cái thời điểm mà họ mua xe ấy, thì là năm 2019, những chiếc xe này bán cực kỳ cao ở trên thị trường. Em nhớ không nhầm thì có những cái thời điểm những chiếc CR-V này còn được bán với giá 1.3 tỷ chưa đăng ký ấy. Có những thời điểm nhá mọi người nhá, là giá nó cực kỳ cao luôn. Và thời điểm đó vừa phải mua cao lại phải lắp thêm rất là nhiều đồ chơi. Và toàn bộ đồ chơi này thì được lắp chính hãng 100%, nên là khá là đắt tiền. Những cái thảm này thì hiện tại em đang bóc ra thôi, để tạm về phía sau. Còn nếu không thích thì mình có thể lắp vào phía trước, rất là gọn gàng. Hoặc không thích nữa thì bỏ đi, không vấn đề gì cả. Hàng ghế thứ ba thì gần như là không có người ngồi. Tất cả những cái vách ở đằng sau này này còn nguyên, không hề bị xước xát hay là bụi bẩn gì cả. Trên đây thì được lắp thêm cái trần quả chám. Đó, cho nó sạch sẽ. Người Sài Gòn thì lại thích cái trần như thế này, còn ở Hà Nội thì đa số là không thích. Đó, tuy nhiên là cái này thì mình cũng có thể xử lý được. Nếu anh chị nào quan tâm thì cũng có thể alo cho em rồi chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp cho dễ ạ. Rồi, ở phía bên hông này thì mọi người có thể thấy được này, tất cả mọi chi tiết rồi, lắp bình xăng hay là rất rất nhiều cái đồ chơi khác cũng được lắp thêm. Đó, cẩn thận đến mức là ở những cái tay nắm này cũng lắp thêm này. Rồi thì cái gioăng cao su này để giảm chống ồn, rồi thì giảm cái va đập cánh cửa này khi chúng ta mở ra đỡ bị va vào. Đó,
ở trên bên trong khoang nội thất này thì được ốp gỗ hết. Đó, ốp cái vân gỗ này, nó nhìn rất là sang trọng. Rồi, mọi người có thể thấy được nội thất thì còn rất là mới. Trần xe đây. Và có cửa sổ chơi mọi người nhá. Nhưng mọi người thấy thì thường thường là những người mà đã chăm chút về xe, đã chơi xe như thế này thì họ rất là giữ. Cho nên là cái khoang nội thất này nó còn rất là mới và đẹp. Đó, cần số này, nguyên zin này. Đấy, tất cả những cái ốp gỗ này thì nếu như không thích chúng ta có thể bóc hoàn toàn 100% về zin nguyên bản hết được ạ. Đó. Tuy nhiên là thật sự là tự nhiên bỏ tiền ra lắp vào rồi thì cũng chẳng ai tự nhiên đi tháo đi. Về mới nguyên bản hết mọi người nhá. Đó, xe thì yên tâm ạ. Chất lượng thì tuyệt vời 100%, bên em sẽ đảm bảo cho anh chị check hãng thoải mái, full lịch sử bảo dưỡng hãng và số km là chuẩn chỉ luôn. 3 vạn km chuẩn ạ. Đó, 35.000 km chuẩn mọi người nhá. Yên tâm ạ. Phanh tay điện tử auto hold. Đây, đây là một trong số những cái phụ kiện được lắp thêm vô cùng giá trị và rất rất nhiều anh chị thích. Camera 360 độ. Đó, thể hiện được rất là rõ ràng. Đó, đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Nguyên bản hết mọi người yên tâm. Ở đây thì có cái phiếu nhắc bảo dưỡng định kỳ tiếp theo. Cái này là bảo dưỡng ở 33.000. Đó, tức là bảo dưỡng ở 33.000 km. Đây, bảo dưỡng tại 33.000 km ở Honda Auto Sài Gòn. Đó, Võ Văn Kiệt. Thì quý anh chị yên tâm nhá. Bảo dưỡng ở 33.000 thì ít nhất là cũng phải 38.000 chúng ta mới phải bảo dưỡng tiếp theo. Đó, còn cẩn thận thì mình cũng có thể tự bảo dưỡng tiếp. Rồi, nội thất thì yên tâm và ok rồi. Đó. Mọi người khỏi phải lăn tăn nhá. Em sẽ cho mọi người xem cái khoang máy nữa trước khi kết thúc video và công bố giá để cho mọi người tham khảo. À, lốp xe thì yên tâm ạ. Lốp thì còn rất là dày và đảm bảo cho mọi người. Ở khoang máy này thì còn nguyên bản. Em không hề chưa hề dọn máy hay rửa máy gì, tại vì xe mới về. Còn nguyên bản hết mọi người nhá. Đây. Đó. Ốc chân máy rồi tất cả các cái mép ở tai cửa rồi đầu răng này, tất cả những con ốc này đều được sơn dấu còn nguyên, đầy đủ hết ạ. Đó, cả các bên tai đều nguyên và cabo thì còn nguyên zin, chưa hề bị tháo dỡ gì cả. Đó, rất là đảm bảo cho quý anh chị. Máy thì rất là sạch vì xe đi ở phố, xe đi ở phố nên là cái khoang máy còn rất là sạch. Và hai nữa là ở cái phần gầm bên dưới ạ thì nó sẽ còn khá là đẹp. Khi mà chúng ta cẩu gầm lên, chúng ta sẽ thấy được cái gầm nó rất là sáng. Một số xe mà chạy ở các tỉnh ấy, hoặc là những vùng núi ấy, thì thứ nhất là gầm bệ nó sẽ bị xấu hơn. Và hai nữa là ở dưới gầm nó sẽ có rất là nhiều đất vàng, rồi khoang máy nó bẩn, rất là bẩn. Đấy. Thì mọi người yên tâm. Rồi, bây giờ thì em xin công bố giá để cho mọi người cùng tham khảo nhá. Em có một chiếc Honda CR-V bản L cao cấp nhất, màu đỏ mật. Xe lắp hơn 100 triệu tiền đồ. Rất rất nhiều đồ chơi, trong đó đặc biệt có camera 360 độ và vô vàn những cái option khác. Ví dụ như cái bậc dẫm này cũng là khá là đắt tiền này. Ở hãng thì nó bán cũng không dưới 10 triệu đó, chắc chắn là như vậy. Bên em thì vẫn có dịch vụ giao xe tận nhà và hỗ trợ vay 70% cho quý anh chị. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang được bán ở trên thị trường với giá là 959 triệu mọi người nhá. 959 triệu có hỗ trợ vay 70%, giao xe toàn quốc. Honda CR-V bản L cao cấp nhất, biển Sài Gòn, chạy 3 vạn km, màu đỏ mật. Bên em vẫn nhận thu mua đổi các lại tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu như anh chị muốn đổi các hay mua bán xe của mình thì cũng có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình để có thể trao đổi và đổi các xe. Nếu như mà anh chị cần thì cứ alo trực tiếp cho em sẽ gửi hình ảnh thực tế để cho anh chị tham khảo về xe và hình ảnh của chiếc xe này. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người đừng quên địa chỉ của em nhé, số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bên em có rất là nhiều dòng xe ô tô, từ xe trung bình cho bình dân cho đến những dòng xe siêu sang. Mọi người yên tâm. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.